TV Ánh Sáng tin mừng với Thu Trang, Thanh Thủy, Phước Lộc, Cẩm Ánh và anh chị em thực hiện chương trình. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy niềm vui và an bình trong Thiên Chúa qua chương trình TV Ánh Sáng tin mừng. Hôm nay ngày 7 tháng 7 năm 2019, theo lịch phụng vụ Công giáo, hôm nay là Chủ nhật thứ 14 mùa thường niên. Các lễ đặc biệt trong tuần này gồm có thứ ba ngày 9 tháng 7, lễ Thánh Augustino Giao Rong và các bạn tử đạo. Thứ năm ngày 11 tháng 7, lễ Thánh Benedicto Viện Phụ, lễ nhớ. Thứ bảy ngày 13 tháng 7, lễ Thánh Henry. Chương trình TV Ánh Sáng tin mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, thánh nhạc phụng ca, tin tức giáo hội Hoàn Vũ, tiết mục học hỏi thánh kinh với linh mục Nguyễn Đình Anh Nhuệ và sau cùng là phép lành hội thánh. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, xin ban ơn soi sáng, giúp chúng con hiểu biết và thực thi lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày, để mọi sự chúng con làm vinh danh Chúa và tuyên xưng tình yêu Chúa cho mọi người bằng những cử chỉ yêu thương, bác ái, an ủi và trợ giúp những ai đang sầu khổ, buồn đau. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng tin mừng, luôn nhiệt tâm phụng sự Chúa trong khiêm nhu. Và nguyện xin Chúa ban môn ân lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng tin mừng, được tràn đầy ân lành và tình thương yêu của Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà chị em, năm vừa rồi, Phủ tỉnh Dòng Chúa Quốc Thế Hải Ngoại chúng tôi gửi ba thầy đang học thần học đến Thái Lan làm việc mục vụ để chuẩn bị khấn trọn đời. Các thầy ở đó khoảng 9 tháng và được đưa lên vùng cao nguyên phía bắc nước Thái Lan để sống và làm việc với anh chị em dân tộc. Các thầy không được ở chung với nhau, nhưng được chia ra mỗi người mỗi vùng sống với các cha Dòng Chúa Cứu Thế người Thái. Những ngày trong tuần, các thầy ra đồng làm việc với mọi người trong làng. Cuối tuần, các thầy đi theo các cha đi làm lễ ở các giáo điểm quanh đó. Nghe một thầy kể, ngồi trên xe với cha người Thái, chạy lòng vòng quanh con đường đèo đến một nơi hẻo lánh trong rừng, gặp một vợ chồng già đang sống trong túp lều tranh sơ sát. Sau khi thăm hỏi, cha dọn đồ dâng lễ cho hai vợ chồng già, chỉ có thế thôi. Rồi cứ mỗi 3 tháng, ba thầy lại đổi chỗ ở, lại bắt đầu làm quen với hoàn cảnh mới, những con người mới, với thời khối biểu mới. Tại một vùng núi nọ, có các sư người Argentina đang giúp cho các cha Dòng Chúa Cứu Thế người Thái. Các sư mời thầy đi đến một làng kia không xa để thăm người già và bệnh nhân. Thầy vui vẻ nhận lời
và chuẩn bị thức ăn và nước uống để đi. Nhưng sơ bảo thầy đừng lo, để những nước uống và thức ăn ở nhà, Chúa sẽ lo liệu cho chúng ta. Thầy tin lời các sơ vì các sơ giúp ở đây khá lâu rồi. Quả thật, thầy nói đến nhà nào họ cũng dọn thức ăn mời các sơ và thầy dùng. Mọi người đều niềm nở đón tiếp và nấu những món ăn thanh đạm cho các sơ và các thầy dùng trước. Phần còn lại, các thành viên trong gia đình mới ăn. Đó là phong tục của họ. Khách ăn trước, người trong gia đình ăn sau. Kính thưa ông bà chị em, được mời đi xa thăm viếng bệnh nhân phải chuẩn bị nước uống, thức ăn là chuyện nên làm. Đó là chuyện bình thường. Có đầu óc lo liệu phòng xa là người khôn ngoan. Khi đi du lịch chẳng hạn, có biết bao nhiêu thứ đòi buộc chúng ta phải để ý lo toan. Nào là bảo hiểm du lịch, rồi đem thức theo thức ăn những quen thuộc vì sợ bụng dạ không thể tiêu hóa những thức ăn lạ có mùi vị khó nhai. Thêm nữa, gấp vào vali quần áo cho hợp với thời tiết ở đó, chuẩn bị các loại thuốc tây cần thiết, vân vân và vân vân. Nhưng làm việc cho nước trời, Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta phải giữ những nguyên tắc cần thiết để không có gì có thể cản trở công việc loan báo tin mừng. Có hai điều đáng chúng ta quan tâm trong lịch trình Chúa Giêsu. Thứ nhất, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Vậy anh em hãy xin. Không phải ai trong chúng ta cũng có một hoạt động tông đồ nào đó, nhưng bổn phận cầu nguyện là số một và là bổn phận của tất cả mọi người. Mỗi một chúng ta khi cầu nguyện đều xin những ơn cần thiết, nhưng không nhiều người cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ. Mỗi một chúng ta khi cầu nguyện đều mong Chúa nhân lành quảng đại ban cho nhiều ân lộc, nhưng không nhiều người cầu nguyện cho biết quảng đại giúp vào việc truyền giáo của hội thánh. Mỗi một chúng ta khi cầu nguyện đều kiên trì xin Chúa thương xót ban cho hết ơn này đến ơn khác, nhưng không nhiều người cầu nguyện cho biết quên mình cộng tác vào việc xây dựng nước trời ở trần gian này. Tôi tin là mỗi người chúng ta đều nhớ đến ba việc Chúa Giêsu dạy khi bắt đầu bước vào mùa chay, ấy là cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Thánh Phaolô Kim Ngôi nói, có ba việc giúp cho đức tin được vững lòng: đạo đức được chắc chắn và nhân đức được bền bỉ. Ba việc đó là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc. Cầu nguyện là gõ cửa, ăn chay là được nhậm lời, làm phúc là nhận lãnh. Cầu nguyện, ăn chay, làm phúc, ba việc ấy chỉ là một và bổ túc lẫn cho nhau. Thật vậy, chay tịnh là linh hồn của cầu nguyện và làm phúc là sự sống của chay tịnh. Đừng ai tách rời ba việc ấy vì chúng không thể tách rời nhau được. Ai chỉ làm một trong ba hay không làm đủ cả ba một trật là chẳng làm gì hết. Vì thế, ai cầu nguyện thì phải giữ chay, ai giữ chay thì cũng phải làm phúc. Tin mừng Thánh Luca nói rõ, sau khi truyền cho các môn đệ cầu nguyện xin chủ ruộng cho có nhiều thợ gặt, Chúa Giêsu ra lệnh, anh em hãy đi. Đây là điều thứ hai chúng ta cần thực hiện sau khi cầu nguyện. Vậy chúng ta đừng chỉ cầu nguyện cho có nhiều linh mục tu sĩ thừa sai, xin cho ơn gọi gia tăng để làm việc trong hội thánh. Đúng hơn, chính mỗi chúng ta vừa cầu xin cho có nhiều nhà thừa sai truyền giáo, vừa xin ơn để làm nhiều hơn nữa những gì chúng ta có thể làm. Hãy cầu xin cho được ơn can đảm và vui tươi để cùng với các thừa sai truyền giáo lăn xả vào cánh đồng đầy bông lúa vàng chờ được gặt. Kính thưa ông bạn chị em, cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa. Một khi đã gặp Thiên Chúa thì không thể khép kín cõi lòng mình. Người tín hữu chân thành là người luôn luôn thao thức muốn trao cho kẻ khác những gì chính mình đã trông thấy, đã biết và kinh nghiệm. Thánh Gioan Tông Đồ chia sẻ trong thư của Ngài, điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, và chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô con của Người. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.
Sơ Trần Thị Hoa, một nữ tu đa minh Lạng Sơn, miệt mài rong ruổi trên những vùng đồi núi Lạng Sơn Cao Bằng, đã nhìn thấy cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát đang chờ thợ gặt sớm nhẹ tay gánh về những bông lúa chín vàng cho những bầy thú dữ gầm gừ dẫm nát. Dù người nữ tu này đã sớm đi về cõi đời đời, nhưng vẫn ước mơ tới độ xuân sang tràn ngập nắng ấm gánh mang lúa về cho nước trời. Bài thơ sơ để lại mang tâm tình của một người thừa sai truyền giáo và mong mỏi cánh đồng lúa chín vàng trên miền Lạng Sơn Cao Bằng sớm có nhiều người tiếp tay thu gom lúa về cho Thiên Chúa. Bài thơ đó như sau: cánh đồng lúa chín quê mình, thú rừng dẫm nát tội tình lắm thay. Từng ngày rồi lại từng ngày, còn bông nào nữa nhẹ tay gặt về. Gió sương buốt lạnh tê, đường lên suy lạng gồ ghề khó đi. Yêu thương tôi chẳng sợ chi, nhọc nhằn vất vả chỉ vì tôi yêu. Gió đông lành lặn về chiều, mưa phùn phủ kín bao nhiêu lúa vàng. Bao giờ tới độ xuân sang, nắng xuân ấm áp ta mang lúa về. Suốt đời tôi những mải mê, hết xuân sang hạ lại về thu đông. Tôi hằng thầm thỉ cầu mong, ai ơi đừng dẫm những bông lúa vàng. Kính thưa ông bà chị em, Đức Trinh Nữ Maria là sứ giả tin mừng cứu độ. Mẹ đã cầu nguyện để rồi vội vã đem hài nhi Giê-xu trong lòng chia sẻ với bà Elizabeth. Và nhờ Chúa Giê-xu hài nhi, bà được tràn đầy thánh thần. Chúng ta hãy xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta biết cầu nguyện để rồi nỗ lực thực hiện định truyền của Chúa Giê-xu: anh em hãy đi. Và nhiệt thần ra đi nhờ lời cầu nguyện thúc đẩy. Cánh đồng truyền giáo vàng ươm những bông lúa vàng đang chờ ông bà chị em và tôi tra tay gặt hái. Xin Chúa chúc lành cho ông bà chị em. Amen. Mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông. Hãy theo thầy, tiếng ngài gọi con chiều mến. Bước theo thầy, nay lòng con quyết theo ngài. Con theo Chúa bằng cả trí cả tâm con. Con theo Chúa bằng cả trí cả tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Hãy theo thầy, Chúa hằng gọi con sớm hôm, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy lên đường.
dẫu đời còn những bước thăng trầm, mùa đông hay mùa nắng ấm, theo Chúa con nguyện hiến dâng. Con vững tâm lên đường, vác thập tự gieo sự sống. Con vẫn nhu lòng, này đời con bước đi đến cùng. Con theo Chúa bằng cả trí cả tâm con theo Chúa bằng cả trí cả tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Trên đường đi đâu phải một mình, còn có giáo hội tiếp sức. Có Chúa nâng từng bước chân. Hãy theo Thầy, vững niềm cậy trông từ đây. Bước theo Thầy, trọn đời con chỉ đi theo Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí cả tâm con theo Chúa bằng cả trí cả tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí cả tâm con theo Chúa bằng cả trí cả tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi, đi trong đường. Di thể của Đấng Khải Kính Fulton Sheen đã về đến Peoria, tin Hoa Kỳ. Di thể của Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen đã được di chuyển từ Tổng giáo phận New York về Peoria, tiểu bang Illinois sau 3 năm tranh luận để bắt đầu việc mở hồ sơ phong thánh cho Ngài. Đức cha Daniel Jenke của Peoria đã loan báo việc di chuyển di thể của Đấng Khải Kính Fulton Sheen. Nội vụ được xảy ra một cách lặng lẽ vì theo giáo luật, thi thể của một người được đề nghị phong thánh không thể được cử hành với những nghi thức rình ràng, nên dân chúng không được thông báo. Tự do tôn giáo trong Liên hiệp Âu Châu có tiến bộ hay bị bỏ quên? Tin Bỉ. Mặc dù Liên hiệp Âu Châu đã có một văn kiện
hướng dẫn về tự do tôn giáo, cùng với sự hiện diện của một đặc sứ. Tình trạng tự do tôn giáo trong địa phương đôi khi lại có vẻ giật lùi thay vì có tiến triển. Ông Martin Kohler, chủ tịch của một tổ chức bảo vệ tự do tôn giáo tại Vienna cho rằng, Âu Châu cần phải có sự thay đổi văn hóa để sửa sai các ý niệm sai lạc về việc Kitô giáo bị bắt hại là người Kitô giáo luôn luôn là người chủ động chứ không phải là nạn nhân. Các linh mục ở Trung Quốc không cần phải ghi danh với chính quyền. Tin Vatican, hôm thứ Sáu 28 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh đã phổ biến một văn kiện để hướng dẫn các linh mục và giám mục trong lục địa Trung Hoa về việc chính quyền Cộng sản Bắc Kinh đòi hỏi các chủ chăn phải ghi danh với chính quyền địa phương trong nước. Trong khi Tòa Thánh ý thức được nhu cầu để cố gắng tiếp tục bình thường hóa các liên lạc giữa các cộng đồng công giáo với nhân dân và chính quyền trong lục địa Trung Hoa, văn kiện mới của Tòa Thánh cũng tôn trọng sự lựa chọn của các vị chủ chăn để không phải ghi danh với chính quyền. Công cuộc tiếp sức cầu nguyện Kinh Mân Côi sẽ đọc một tỷ chuỗi cho các linh mục. Tin Rome, cuộc tiếp sức cầu nguyện Kinh Mân Côi Hoàn Vũ hy vọng sẽ đọc đủ một tỷ chuỗi để cầu nguyện cho sự thánh thiêng của các linh mục. Vị sáng lập là bà Maria Moho cho biết là gia đình Hoàn Vũ sẽ liên kết như một vào ngày thứ Sáu và cầu nguyện cho sự thánh thiêng của các linh mục. Năm nay, với các địa điểm cầu nguyện trên hơn 70 quốc gia, việc tiếp sức sẽ được tính toán kỹ lưỡng và sẽ xảy ra mỗi 30 phút. Công cuộc tiếp sức cầu nguyện sẽ bắt đầu từ Nam Hàn rồi đến Nga, xong đến Tàu, Ấn Độ, Việt Nam, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Uganda, Do Thái và nhiều quốc gia khác tại các châu lục Âu và Mỹ. Người Kitô giáo Iraq đang đối diện trước một tương lai đầy bất ổn. Tin Hoa Kỳ, theo một đại sứ về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì vấn đề an ninh của dân chúng trong miền Bắc Iraq vẫn còn rất bấp bênh và cần phải được quốc tế theo dõi rất kỹ trong tương lai. Đó là lời phát biểu của ông đại sứ không thường trú Sam Brownback trước Quốc hội. Mặc dù tình trạng trong miền Bắc Iraq đã có nhiều tiến bộ, nhưng các tín hữu của Kitô giáo và đạo Yazidi, những người đã từng được xem như mục tiêu diệt chủng của nhóm ISIS, vẫn còn thiếu an ninh. Không tìm thấy chứng cứ phá hoại trong cuộc cháy nhà thờ Notre Dame, tin Pháp, một cuộc điều tra sơ khởi về nguyên nhân cuộc hỏa hoạn đã làm thiệt hại cho nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris, đã cho biết là không tìm thấy dấu chỉ nào của phá hoại hay khủng bố. Ông trưởng lý thành phố Paris, Remy Hayes, cho biết là kết quả điều tra không thấy dấu hiệu nào để tình nghi có dự mưu phá hoại. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả sơ khởi, vì nhà chức trách Pháp vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Cho đến nay, nhà chức trách đã điều tra và phỏng vấn hơn 100 người. Bản thảo sau cùng của Tông Hiến mới sẽ được trình lên Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 9. Tin Vatican, theo sự tiết lộ của vị thư ký cố vấn đoàn các hồng y, thì Đức Thánh Cha Francisco có thể sẽ nhận được bản thảo sau cùng của Tông Hiến mới được mệnh danh là Predicate Evangelium, hãy loan truyền phúc âm, nhằm cải tổ giáo triều Roma. Các Đức Hồng Y trong cố vấn đoàn đã làm việc về Tông Hiến từ năm 2013, chỉ một tháng sau khi Đức Thánh Cha Francisco được bầu lên làm giáo hoàng. Từ đó đến nay, cố vấn đoàn làm việc để cố vấn Đức Thánh Cha về vấn đề điều hành tòa thánh và hoàn tất Tông Hiến. Giáo hội Công giáo là của Chúa Kitô, tin Vatican. Trong lễ thánh Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, Giáo hội Công giáo là cô dâu mến yêu của Chúa Kitô. Chúa nhìn giáo hội của Ngài với tất cả sự trìu mến, yêu thương. Ngài thương giáo hội với lòng trung thành tuyệt đối, cho dù những tội lỗi và sự phản bội của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, ngày hôm nay, Chúa cũng nói với chúng ta, các con là giáo hội của ta, và chúng ta cũng có thể nói, giáo hội là của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện cùng các thánh tông đồ để có được ân sủng biết yêu thương và trân quý giáo hội. Các linh mục đặc trách mục vụ cho những người đi biển có được nhiều quyền hơn xưa. Tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã có quyết định cho các linh mục đặc trách mục vụ cho những người đi biển có nhiều quyền hạn hơn. Thí dụ như cho các ngài có phép tha những tội lỗi mà thông thường phải cần đến các đức giám mục hoặc có khi tòa thánh để xá tội. Đức Thánh Cha nói trong buổi họp với các tuyên úy hải hành thuộc tổ chức tông đồ dành cho người đi biển
tại các bến tàu trong Âu Châu là tôi muốn mọi người đều có được bình an nội tại. Nhiều người đi biển đã đến với các vị tuyên ý về những tội lỗi đè nặng trong tim mà không biết phải làm thế nào. Một đức cha muốn giúp người di dân trên chiếc cầu quốc tế tại El Paso. Tin Hoa Kỳ, đức cha Mark Sip, giám mục của địa phận El Paso, Texas, đã bắt bộ và cầu nguyện cùng một số các người di dân đang xin được vào đất Hoa Kỳ. Trên chiếc cầu quốc tế Laredo bắt qua con sông biên giới Rio Grande giữa hai nước Mỹ và Mễ, với các máy quay phim của giới truyền tin xung quanh. Sau đó, đức cha hướng dẫn các di dân đến thành phố Ciudad Juárez trên đất Mễ để gặp các chức sắc của giáo phận Ciudad Juárez và một trung tâm dành cho người di dân của giáo phận này. Một đức cha mục phi luật tân muốn giáo dân điều hành giáo phận để các ngài lo việc mục vụ. Tin phi luật tân, một đức cha mục phi luật tân đã ngỏ ý cùng đức thánh cha Francisco trong chuyến viếng thăm Ad Limina là ngài muốn cho phép các giáo dân điều hành các việc thông thường của giáo phận thay vì các linh mục, để các ngài có nhiều thì giờ hơn để lo việc mục vụ. Đức cha Francisco de Leon cho rằng đã đến lúc các đức cha mục giao các việc có tính cách hành chánh cho các giáo dân có khả năng hoặc các tu sĩ, để các giám mục và linh mục có thì giờ cầu nguyện và làm công việc mục vụ một cách tinh tế hơn. India muốn bãi bỏ việc ly dị bằng lời nói trong tập tục Hồi giáo. Tin India, Quốc hội India đã thông qua một đạo luật biến các cuộc ly dị bằng miệng của người Hồi giáo trở thành phi pháp. Điều này đã khiến dân chúng cũng như các chức sắc của Hồi giáo phản đối mạnh và cho rằng luật mới có tính cách bài trừ Hồi giáo vì chỉ nhắm vào người Hồi giáo mà thôi. Thủ tướng Narendra Modi ủng hộ đạo luật mới này và trong một diễn từ tại Quốc hội cho rằng đạo luật mới nhằm tránh việc biến phụ nữ thành nạn nhân của nam giới và cho họ có những quyền của đàn ông trong hôn nhân. Các tù nhân chính trị tại Việt Nam tuyệt thực. Tin Việt Nam, một toán các tù nhân lương tâm người Việt Nam vừa thực hiện một cuộc tuyệt thực trên hai tuần lễ nay, khiến cho người ta phải lo ngại cho tình trạng sức khỏe của họ. Nhất là trước khi tuyệt thực họ cũng đã không mạnh khỏe gì. Các tù nhân chính trị tại trại giam Thanh Chương trong tỉnh Nghệ An đã bắt đầu tuyệt thực hôm 11 tháng 6 để phản đối về tình trạng tồi tệ của nhà tù và lối đối xử tàn bạo của các cai tù. Hiện nay người ta không biết chắc chắn số tù nhân tuyệt thực là bao nhiêu. Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Nam Hàn đã lôi cuốn 20.000 người. Tin Nam Hàn, trong ngày kỷ niệm 69 năm ngày chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, các đức giám mục và 20.000 giáo dân công giáo đã cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo bị chia đôi. Ủy ban Hòa giải dân tộc của Hội đồng Giám mục Nam Hàn cũng đã dâng thánh lễ đặc biệt hôm 25 tháng 6 tại Công viên Hòa bình Thế giới ở Imjingak gần vùng phi quân sự ngăn đôi Nam và Bắc Triều Tiên. Đức Hồng Y, Tổng Giám mục địa phận Seoul, kiêm giám quản tông tòa địa phận Bình Nhưỡng tại Bắc Triều Tiên, đã dâng thánh lễ. Open up your hands. Nếu mà Chúa hiện ra, Chúa hỏi con muốn gì, cha sẽ cho hết. Thì hỏi rằng con muốn chi? Nghĩ đi, suy nghĩ trong đầu, con muốn chi? Muốn như là muốn cái được cái phép lạ gì đó hả? Hay là còn tệ hơn nữa là muốn như là mấy triệu trong nhà băng đó thầy đấy hả? Cho con chút tiền để mà con trả cái tiền nhà, tiền nợ nhà con nợ. Con muốn gì? Khi mà Chúa hiện ra khi xưa trong Cựu Ước, khi mà Chúa hiện ra trong đêm đó cho ông vua Salomon, Chúa nói ông vua Salomon, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì mà con muốn. Thì Salomon nói gì? Xin cho con sự khôn ngoan, hay nói đúng hơn, chính xác hơn nữa, xin cho con một quả tim mà biết lắng nghe,
lephsomea. Một quả tim mà biết lắng nghe đó chính là quả tim khôn ngoan đó. Một tấm lòng mà biết lắng nghe chính là khôn ngoan đó, sự khôn ngoan. Và vì thế cho nên Chúa nói mày khôn quá ha. Tao cho mày cái coi như là cái điều mình mà mày muốn. Có nghĩa là cho quả tim khôn ngoan, cho sự khôn ngoan, mà cộng với sự khôn ngoan đó cho mấy triệu trong nhà băng luôn. Có khôn ngoan là có tất cả, phải không? Cứ suy nghĩ đi, cứ suy nghĩ đi, có khôn ngoan là có tất cả. Còn nếu mà không có khôn ngoan, dù có những cái khác sẽ mất hết. Và đây cái dịch tiếng Anh đó, họ dịch là what are you looking for? What are you looking for? Các anh tìm gì? Các anh đang tìm gì? Và cái câu đó chính là cái câu mà Chúa muốn nói cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Và không những mỗi người chúng ta hiện diện ở đây, mà những người mà sẽ nghe lại cái băng này đang trên đường kẹt xe ở Los Angeles, hay là những người mà qua cái TV mà nghe này, tự hỏi mình đi, các anh đang tìm gì? Tìm vinh quang, tìm ơn Chúa, tìm công việc của Chúa, hay là chỉ tìm Chúa mà thôi? Hãy tự hỏi mình, mình đi tìm Chúa là mình đi tìm Chúa thật sự, hay là mình đi tìm những cái gì mặc dù nó cao siêu nhưng mà không phải là Chúa? Thậm chí là gì, mình đi tìm Chúa, vâng, thì mình đi tìm cái hạnh phúc với Chúa, phải không nào? Nhưng mà suy cho cùng đó, cái quan trọng nhất vẫn là đi tìm Chúa là nguồn hạnh phúc, chứ không phải là đi tìm cái hạnh phúc của với Chúa. Bởi vì cái này phải loạn lọc ra ha, loạn lọc ra. Bởi vì đôi khi mình đi tìm cái mà cái phụ đó, mà mình quên đi cái chính là mình đi tìm Chúa thôi. Và chính vì thế cho nên các anh tìm gì? Đi theo Chúa là nhớ câu hỏi, câu đầu tiên của Chúa, các anh tìm gì? Thì họ bác, thưa thầy, thầy ở đâu? Này cũng là người Do Thái không? Người Do Thái là trả lời câu hỏi bằng câu hỏi khác. Nên là Chúa hỏi các anh tìm gì? Mấy ông không trả lời rõ ràng, các anh tìm gì? Thầy ở đâu? Thầy ở đâu? Mà thật sự là trong lòng đó để muốn là muốn đến nơi thầy ở, muốn tìm thầy để ở lại với thầy và trong thầy. Và cái điều này là cái điều chính yếu của mình, của môn đệ. Và khi mà Chúa trong bữa tiệc ly, Chúa giả từ các môn đệ, thì Chúa nói thầy là cây nho thật, các con là cành. Hãy ở lại trong thầy và ở lại trong lời thầy. Đó là cái điều mà Chúa năn nỉ. Hãy ở lại trong thầy, dù những khó khăn, ở lại trong thầy. Vì thế cho nên cái đoạn này quan trọng vậy. Còn nhiều cái mà có thể nói nữa. Đến mà xem. Hãy đến mà xem. Cứ đến mà xem. Có nghĩa là cái chuyện mà Chúa mời gọi mình đó là mình cứ theo Chúa, rồi cứ từ từ mình sẽ thấy. Đừng có mất kiên nhẫn. Thế cho thấy coi như là ngay lập tức, cứ từ từ mà theo, có quá trình đó. Nên cái đó, sống với lời Chúa cũng vậy, cứ kiên nhẫn. Mà đôi khi thậm chí kiên nhẫn với chính bản thân mình. Đôi khi mình đọc Kinh Thánh, đọc sau một tuần mình không thấy người mình nó đổi thay gì hết, cũng y như vậy, cũng bị như là nóng nảy hay gì. Nhưng mà hãy kiên nhẫn tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, cứ từ từ rồi sẽ thấy. Đừng bỏ, cứ từ từ hãy ở lại trong thầy rồi sẽ thấy. Mình thấy cho nó là cái ngày đó là ngày hai môn đệ đầu tiên mà cái câu đầu tiên của Chúa là đáng suy nghĩ. Và mình để tiếp đi sang tiếp cái ngày thứ tư. Bởi vì thời giờ nó thấm thoát thôi đưa, nó chạy nhanh lắm. Nên là tới ngày thứ tư thì là cái ngày mà gặp
các môn đệ khác. Câu từ câu thứ 43 đến câu 51. Và cái đoạn này cũng là một trong những đoạn mà đầy ý nghĩa mà nhiều người có thể bỏ qua. Chúng ta đọc lớn đây để mà hiểu được rõ hơn cái này. Hôm sau, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philippe và nói: "Anh hãy đi theo tôi." Ông Philippe là người Bethsaida, cùng quê với các ông Andre và Phêrô. Ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được?" Ông Philippe trả lời: "Cứ đến mà xem." Hay ha. Philippe là học ngay của Chúa ha. Chúa bảo trước: "Đến mà xem." Thì Philippe cũng nói với Nathanael: "Đến mà xem, cứ đến mà xem." Cho nên là mọi người ở đây có thể về nhà, có ai mà hỏi gì cứ đến mà xem. Không có việc gì, không có việc gì ha. Cứ đến mà xem, cứ đến mà xem. Phúc cho người mà, phúc cho mắt các ngươi mà thấy được thấy, tai các ngươi mà được nghe. Điều mà quan trọng đây là cái câu mà ông Nathanael ông giễu môi. Nathanael bảo: "Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được?" Mà thật sự ông này là có lý. Bởi vì Nazareth không được nhắc đến trong Kinh Thánh Cựu Ước, không được nhắc đến trong truyền thống Do Thái. Thế mà cái ông Philippe lại nói là đã tìm được đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, đó là ông Giêsu, con ông Giuse, thành Nazareth. Nói câu thất vọng, bởi vì ông Nathanael là người đạo sĩ của người Do Thái. Mà ông Philippe trả lời: "Cứ đến mà xem." Thế thì câu 47, khi mà ông gặp Đức Giêsu thì sao nè? Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói với ông rằng: "Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Khéo Nathanael. Nathanael mới coi như là nghe vậy, lập tức hỏi người: "Làm sao ngài biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Nói một câu thôi mà ông Nathanael nói ngay câu 49: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Chà, ông Nathanael ông thay đổi thái độ với Chúa Giêsu Kitô cái rụp à? Hả? Sao? À, 180 độ, 180 độ thay đổi cái rụp. Mà tại sao vậy? Trước đó là ông nói: "Ô, cái ông như đó, từ làng Nazareth, có ai mà tài giỏi từ Nazareth đâu." Mà thật sự trong sách thánh đâu có ai nói về Nazareth đâu. Thế mà Chúa chỉ cần nói một câu, Chúa nói sao? "Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Chỉ còn nói một câu đó thôi là Philippe, là Nathanael: "Ô, thưa thầy, thầy chính là con Thiên Chúa và chính thầy là vua Israel." Tuyên xưng đức tin ngay. Phải chăng là vì rằng là Nathanael là bị sốc, là thấy Chúa có con mắt tinh đời, nhìn xa trông rộng hả? Chưa gặp Nathanael mà đã thấy từ xa rồi, phải vậy không? Có thể như vậy, nhưng mà cái đó nó ít quá, bởi vì ai mà đeo mắt kiến vô nhìn cũng xa rồi, ha? Ha, cũng nhìn thấy xa vậy. Ha, ai là ai mắt thấy cũng nhìn thấy. Việc gì có gì phi thường không? Có gì phi thường ở đây không? Việc gì đâu thấy gì phi thường mà là ông này ông từ cái cứng lòng tin, ông chuyển sang ngay, ông nói: "Thưa thầy, thầy là Đức Kitô, thầy là con Thiên Chúa." Tin tuyên xưng đức tin vậy. Cái mấu chốt ở đây đó là không phải là Chúa Giêsu thấy ông từ xa,
mà là thấy ổng ngồi ở dưới gốc cây vả. À, voilà, ngồi ở dưới gốc cây vả. Thưa cha, vậy ổng ngồi dưới gốc cây vả làm gì? Ngủ trưa chăng? Đang ngủ trưa chăng? À, hay là uống ly cà phê, nhấm nháp ly cà phê? Cà phê đen hả? Ngồi ở dưới gốc cây vả. Ông Nathanael ngồi dưới gốc cây vả làm cái gì? Đúng vậy, cái hình ảnh của một người ngồi dưới gốc cây vả đó là cái hình ảnh kinh điển của truyền thống Do Thái. Những người mà ngồi dưới gốc cây vả, cây vả và cây nho là hai cái loại cây mà sẽ coi như là tràn đầy trên đất thánh khi mà Đức Kitô đến. Khi mà thời cánh chung, thời mà Chúa Kitô đến, thì là truyền thống Do Thái nói là cây nho sẽ ra trái và rượu nho tràn trề, đồng thời cây vả cũng sẽ ra trái và cành lá sum suê. Và vì thế những người đạo sĩ Do Thái nói rằng là ngồi dưới gốc cây vả đó là cái hình ảnh mà ngồi dưới gốc cây vả và đọc Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh để mà tìm trong Kinh Thánh những gì mà Kinh Thánh nói về Đấng Kitô Chúa sẽ sai đến. Mà khi đọc Kinh Thánh như vậy để mà tìm ra những chi tiết về Đức Giêsu Kitô, về Đức Kitô mà Chúa sẽ sai đến đó, thì là để mà chuẩn bị để đón Chúa. Vì thế cho nên là khi mà ông ngồi dưới gốc cây vả thì tôi đã nhìn thấy ông. Thì cái câu này nó cũng có ám chỉ đó, một đằng đó là có thể là Chúa nhìn xa Chúa thấy, ok. Nhưng mà một đằng khác cũng nói rằng là khi mà ông đang tìm kiếm tôi ở trong những trang sách Kinh Thánh Cựu Ước đó, mà nói về tôi đó, thì tôi đã thấy ông qua những trang sách đó rồi. Và tôi biết là ông đang tìm kiếm Đức Kitô. Và Đức Kitô đây bây giờ là ở trước mặt ông đây. Vì thế cho nên chỉ cần một câu đó thôi là Nathanael thay đổi cả cuộc đời, thay đổi đức tin. Và cái mãi mãi cái hình ảnh ông Nathanael ngồi dưới gốc cây vả, cái hình ảnh đó, cái hình ảnh đó là cái hình ảnh của một người mà chờ đợi Đấng Cứu Thế đến. Mà chờ đợi không phải là ngồi không và chờ đợi, mà là đọc Kinh Thánh để mà chờ đợi Đấng Cứu Thế đến. Đọc Kinh Thánh để biết rằng là khi mà Đấng Cứu Thế đến thì có những cái điểm gì để mà nhận ra Đấng Cứu Thế khi mà Đấng Cứu Thế đến. Vì thế cho nên là bà con cô bác ở quận Cam ơi, ở nhà có cây vả không? Không có à? Hay là cứ đòi trồng thăng long suốt hả? Có ai trồng thăng long? Nhiều nghe nói thăng long bán được giá hơn cây vả nhiều hả? Đó là cây vả. Nhớ như là nếu mà buồn buồn mà còn đất á, hay gọi đấy, thì cứ lấy hạt giống cây vả rồi trồng nó lên, xong rồi chiều chiều ra ngồi dưới gốc cây vả, mở Kinh Thánh ra mà đọc, được không? Rồi sẽ gặp Chúa, rồi sẽ gặp Chúa trong những cái trang Kinh Thánh đó, và cuộc đời của mình sẽ đổi thay. Rồi xin mời mọi người ngồi xuống, và chúng ta như vậy đi vào cái ngày cao điểm của cái tuần tạo hóa mới, đó là ngày tiệc cưới Cana. Và tại cái ngày cao điểm đó thì là xuất hiện một nhân vật rất là quan trọng trong lịch sử cứu độ, mẹ Maria. Cái đoạn này là cái đoạn rất quan trọng, kể cả về phương diện Kitô học, và kể cả về phương diện thánh mẫu học, và kể cả về phương diện linh đạo, thần học linh đạo. Và chúng ta cùng nhau đọc từng chữ, và xin nhắc lại, từng chữ trong Tin Mừng Thánh Gioan là quan trọng, rất quan trọng. Cho nên Tin Mừng Thánh Gioan chương thứ 2, từ câu thứ nhất cho đến câu 12, chúng ta cùng đọc to lên.
đọc to lên để mà ghi vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta từng chữ đó. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chung chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chung đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc dự nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàn hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Sau đó, người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phạc-na-um và ở lại đó ít ngày. Còn cái đây là cái phép lạ đầu tiên. Mà mình nói phép lạ đây có nghĩa là mình dùng cái từ ngữ không phải là từ ngữ của Thánh Gioan. Như hôm qua mình giải thích, Thánh Gioan nói đây là dấu lạ hay là dấu chỉ đầu tiên. Để trong truyền thống Do Thái, cái gì mà đầu tiên là quan trọng nhất. Và Thánh Gioan trong Tin Mừng của Ngài thì là chỉ kể 7 dấu lạ thôi. Và đây là dấu lạ đầu tiên, là cái dấu lạ quan trọng nhất. Nhưng mà đọc lại này, mọi người thấy để ý hay không? Chúa mình tuyệt vời ha. Chúa tuyệt vời như là muôn ngàn đời ha. Bởi vì sau phép lạ này thì là các môn đệ đã tin vào người. Vì sao ha? Coi như là có ông cha trong dòng nói là Chúa thật sự tuyệt vời, biết cách làm cho các môn đệ tin vào người. Cho mấy ông uống hơn mấy trăm lít rượu xong, là xong, uống xong là ông tin ngay vào Chúa ha. Là Chúa tuyệt vời muôn ngàn đời vậy. là ông nói đùa vậy thôi, nói đùa vậy thôi ha. Nhưng mà Chúa là vẫn là tuyệt vời, đó, biết cách làm cho mấy ông uống rượu. Bây giờ để mấy ông tin. Nhưng mà nếu mà phân tích lại từ đầu, bắt đầu từ đầu, có một cái rất là hay. Đó là trong cái tiệc cưới này, người ta kể cái này kể cái nọ, người ta có nói đến tân lang phải không, mà không thấy cô dâu đâu hết. Sao không thấy nói cô dâu đâu? Phải chăng là cô dâu là không có quan trọng? Trong tiệc cưới thì chỉ có chú rể mới quan trọng thôi. À, có thể như vậy. Nhưng mà cũng có thể là cô dâu đó là dường như Thánh Gioan không muốn nhắc đến cô dâu, để mà ám chỉ là đây là cái cô dâu đó là hình ảnh, một hình ảnh vô hình. Cái quan trọng đó là chú rể. Và chú rể của tiệc cưới là ai? Vì sao mình nói là Chúa Giêsu? Tại thương Chúa Giêsu quá cho Chúa làm chú rể à? Ok, vậy cũng tốt, tốt thôi, cũng tốt thôi. Nhưng mà đọc cái này thì mình mới biết là có nói đến chú rể mà. Câu thứ 9 nè: cái ông quản tiệc nếm thử nước, ông mới gọi, nước đã hóa thành rượu, thì ông mới gọi tân lang lại. Tân lang là chú rể phải không nè? Mới gọi chú rể lại và nói: ai ai cũng thiết rượu ngon trước, còn khi khách đã ngà thì mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho tới bây giờ.
Câu này ám chỉ về tại sao mà cái ông quản tiệc ông kêu chú rể là ông trách. Vì thưa rằng trong bất kỳ tiệc cưới nào của người Do Thái, người mà có nhiệm vụ đãi rượu chính là chú rể. Vì thế cho nên là khi mà ông nếm rượu này, ông kêu chú rể lại ngay. Và cái chú rể này hoàn toàn không biết, không biết gì hết. Nhưng mà qua lời trách đó thì mình biết rõ chú rể thật là ai. Là người đãi rượu thật. Mà ai là người đãi rượu thật? Chúa Giêsu. Vì thế cho nên là chú rể đây, chú rể mà đám cưới đó là gọi là không có hoàn thành cái nhiệm vụ của chú rể. Không có rượu, hết rượu rồi. Và người mà hoàn thành nhiệm vụ của chú rể là ai? Chính là Chúa Giêsu cho rượu. Tội nghiệp ông chú rể này ha. Tội nghiệp rồi, bởi vì tại sao mà ổng như bị hết rượu vậy? Bởi vì có nhiều khách không mời mà đến. Có không? Có ai vậy? Câu đầu tiên nè, trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu, mẹ Đức Giêsu ha, và để ý trong Tin Mừng Thánh Gioan, mẹ Maria không bao giờ được gọi bằng tên, không có nói là mẹ Maria, không nói tên mẹ, chỉ nói là mẹ Chúa Giêsu thôi. Hình như là Thánh Gioan sợ bị phạm húy hay sao, với một lòng kính cẩn đó, không nói tên mẹ trong Tin Mừng Thánh Gioan. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu, Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Mẹ Maria đi tham dự mà có Đức Giêsu thì chắc chắn là họ hàng rồi. Bởi vì Cana là nó gần Nazareth, có khoảng 6 cây số à. Vì thế cho nên có mẹ Maria, rồi Chúa Giêsu cũng đến, là chắc là mẹ Maria với Chúa Giêsu là có họ hàng với chú rể cô dâu rồi, có họ rồi. Còn mấy ông môn đệ từ xa đến có họ hàng gì đâu. Đi ăn theo, ăn ké ha. Ăn ké, vì thế cho nên nó uống hết rượu người ta trước. Tiếng Anh gọi là crash the party ha. Crash the party, ăn ké ăn. Vì thế cho nên là hết rượu. Nhưng mà nói về là phân tích vậy là đùa thôi, đùa thôi. Cái ý chính mà Thánh Gioan muốn nói đây, đó, đó là cái tiệc cưới này không phải đơn thuần là cái tiệc cưới giữa cái chú rể đó với lại cái cô dâu đó. Nhưng mà đây chính là cái tiệc cưới giữa chú rể thật sự là Đức Giêsu Kitô. Với ai? Với dân của Chúa, với dân của Chúa. Bắt đầu một cái thời đại mới. Chúa sẽ xuống thế và cưới lấy dân của Chúa, kết hôn với dân của Chúa. Và vì thế cho nên là rượu tràn trề. Và như mình nói hồi nãy đó, rượu tràn trề là dấu chỉ của thời cánh chung, cái thời mà Chúa cứu độ đã đến. Rượu tràn trề 120 lít mà nhân lên cho 6. Bao nhiêu? 120 lít nhân lên cho 6. 720 lít. Mỗi mấy ông ở đây chắc là thành thạo mấy chuyện này, mỗi ông uống được mấy lít? Mỗi ông mấy lít? Mỗi ông mấy lít? 10 lít không? À, 10 lít. Uống tràn trề mà uống cả tuần á. Cái tiệc cưới của người Do Thái là thường là một tuần, thậm chí hai tuần đó, 14 ngày. Vậy nên rượu tràn trề, rượu đó. Đó, cái tiệc cưới này là tiệc cưới giữa Thiên Chúa và dân Chúa. Vì thế nên cô dâu là, như là cô dâu đó là không có xuất hiện, nhưng mà được ẩn diện đó đằng sau cái biến cố của tiệc cưới này. Và cũng chính vì thế sau cái này thì là Đức Giêsu bày tỏ đó, thì các môn đệ đã tin vào người, và sau đó các môn đệ và mẹ Đức Giêsu và các anh em của người cùng đi xuống Capernaum. Có nghĩa là thành một thành phần dân Chúa mới, gia đình mới, một gia đình mới.
Chúa Giêsu với các môn đệ, những người tin vào Chúa, và cùng đi xuống Ca-pha-na-ôm bắt đầu. Nhưng mà trong cái biến cố này có cái sự hiện diện của mẹ Đức Giêsu và một vai trò mà không thể nào mình bỏ qua được. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Xin quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em tiếp tục thương yêu, nâng đỡ và yểm trợ cho TV Ánh Sáng Tin Mừng để chúng tôi có phương tiện phát triển chương trình ngày một lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin liên lạc về TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư tvastm@gmail.com. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng trên mạng lưới điện toán toàn cầu tvastm.net hoặc vào youtube.com. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy hồng ân Chúa và trong vòng tay yêu thương của Đức Maria, mẹ hằng cứu giúp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin thân ái kính chào.